có mầm giọng tia tu thì mình cũng quyết giữ. Buông đi mạng mà xin đó. Không là không. Chuyện gì? Chuyện gì mà lại đánh nhau? Ngừng lại ngay. Không ngừng được. Anh nói ngừng lại là ngừng lại nghe chưa? Có chuyện gì từ từ nói. Như vậy nói cũng được. Thôi vậy nói đi. Chuyện gì? Nói anh nghe. Cà chua với hành lá không cho em Thành tre. Bạn Thành tre thì món lẩu măng chua, còn có mình với cà chua thì sao ra được. Nhưng giờ sắp hết mùa mưa rồi, có ai ngó ngàng gì tới mình đâu. Lớn Thành tre cho nó có giá trị. Mình không cho bạn đi. Thì ra là chuyện đó đó hả? Ủa mà anh thấy mùa nào người ta cũng quan tâm tới măng mà. Không măng khô thì măng tươi, không măng chua thì măng ngâm. Mùa nào người ta cũng ăn măng mà. Ăn, nhưng đâu ai biết măng tốt cho sức khỏe. Ủa em nói làm sao chứ lần trước anh nhớ doctor khỏe đã nói về công dụng của măng rồi mà. Doctor khỏe nói, mà có nói hết đâu. Vậy nên bạn ấy thấy mình không được trọng dụng nên muốn bỏ đi á. Thôi được rồi, bất quá để anh Quý Bình ha. Anh Quý Bình sẽ nói doctor khỏe nói thêm về công dụng của măng cho đủ nha. Có gì đâu mà giận với hờn. Cảm ơn nhiều nha. Hẹn sáng mai gặp nhau ở nồi lẩu măng chua nha. Bye bye nha anh Quý Bình. Ủa vậy là sao? Vậy là nãy giờ mấy đứa gài anh đó hả? Sao tối ngày MC Quý Bình cứ bị tụi nhỏ chơi không hoài vậy ta? Như anh Quý Bình hứa là không được nuốt lời đó nha. Được rồi anh hứa. Đó tôi khỏe ơi. Thôi sẵn đây nhờ đó tôi khỏe nói thêm về công dụng của măng nha đó tôi khỏe. Nói cho nó đầy đủ tại lỡ hứa. Đốc tôi khỏe thấy nhiều người nghĩ măng độc nên thường sẽ không dám ăn, nhất là khi sức khỏe có vấn đề. Thế nhưng măng tươi luộc rồi chế biến món ăn không những bồi bổ sức khỏe, tốt cho người bị viêm, mụn nhọt hay là ho hen đó nha. Bởi vì măng giàu dinh dưỡng, có tính kháng khuẩn và giàu chất xơ nên tốt cho cả hệ tiêu hóa và cái dạ dày luôn. Đúng rồi, Quý Bình để ý á, thường ai mà đang có bệnh trong người rất là ngại ăn măng. Nhưng mà riêng về cái bệnh ho như Dr. Khỏe vừa nói thì mình phải làm sao với măng tre tươi đây, hả Dr. Khỏe? Khi bị ho thì chúng ta rất hay bị tức ngực, nhất là khi ho có đàm. Thì chúng ta sẽ lấy măng tươi, trộn một non nha, khoảng 60g, luộc chín rồi sắc miếng. Đem xào với gừng tươi, sắc sợi và dầu mè, nêm nếm cho ngon. Vừa là món ăn cơm mà vừa giúp cho người bị ho mau khỏi nữa. Anh Quý Bình nhớ chưa? Anh thì anh nhớ rồi. Nhưng mà cái việc anh nhớ thì nó đâu có quan trọng bằng cái việc là măng mãn nguyện rồi, đúng không? Bây giờ thì an tâm mà có thể hẹn cà chua với hành lá sáng mai gặp nhau ở nồi lẩu măng chua rồi ha. Chào tạm biệt khán giả nha. Còn bây giờ Quý Bình, Đốc Tân Khỏe và em Măng xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Đốc Tân Khỏe lần sau nha.